cũng phải cầu hàng xấu cho anh em nào về chạy ăn nặng nha. Hai cầu lấy về làm củi làm cây đúng bài luôn, tổng dài 3 mét, rộng của bì 2 mét, lòng thùng là 1 mét 1, cầu số 5 tấn. Nhịp chèo thông thanh còn đẹp, lớp sau thì còn được 60%, còn 5 tấn tắc kê lớn. Gì đây là V10 nha, dưới đây là Y15, kẹp la kẹp thân tấm la ngoài, ốp thêm một cái nửa cái ống nữa nha. Hút hình đai số chiến thắng luôn đi, thắng tay thắng chân còn đủ hết. Còn nghề hai vòng kia này, dựa lưng lên cây lên gỗ, có y sạc đầy đủ hết nha. Sắt chì ác chốt và pháo rồi nghiêm chỉnh nhé, không dơ. V10 tới trước đây nha, tới chỗ để chân lên V10 luôn. Dàn số rồi không sao, cùng kia là bài bản nhé. Lúc trước đây còn 60%, một bên này mâm mỏng rồi kẹp rồi nhé. Đợi bụng này xa ra bụng chung máy 30, máy sáng sạch chứ. Rồi cáp này còn chắc được 30 mét, rồi chung rồi xài nhông lớn nhé. Trước này bên này 60, bên này thì xài mâm dày, một con nhông nhé. Mô đèn đó nó đủ hết. Bốt hình đai, bốt đồ cũng khô ráo đấy. Đây, hai bên nó ốp ống hết này đây. Dưới này là Y12, kẹp thêm la méo mặt ngoài đây, với lại ốp thêm mấy ống này nữa, bao cong luôn, bao nhịp. Đây là V10. Ốp dép hai bên, lúc sau đấy còn 90. Lăn nhẹ, sao lên chơi con này à? 69 triệu, 69 máy đôi em được cho không khói không cả lắm. Alo 0985 4 5 9 1 1 Alo 0958 3 1 4 3 2. Giá 69 triệu nha, xem xe trực tiếp có thể ra like. Ok.